gạt xuống, mình đè 1, 2, 3 giây thì nó sẽ hiện lên chữ set ở đây. Xin chào anh em ha, mình xin hướng dẫn anh em cái cách gắn cái cruise control này Fortuner. Trước khi mình gắn á, thì mình nên hạ vô lăng cho nó hấp xuống. Thì ở dưới đây nó có cái lẫy, mình gạt nó xuống. Sau đó mình đè cái vô lăng xuống, khóa cái lẫy lại như cũ. Nó hở ra như vậy thì cái đầu mình để ở đây nó mới dễ gắn. Trái và phải nó đều có cái nắp giống như cái này. Bên phải để gắn cruise control nè, mình cầm cái vít thử điện này. Ở đây có một cái khe, thì mình chọc vô, sau đó mình dặn thì nó sẽ văng ra. Anh em đừng làm mất cái nắp này nha. Ở đây cũng học vô, mình dặn cái nó rớt ra thôi. Rất là dễ dàng luôn. Nó nằm ở trong cái lỗ này. Bây giờ mình học cái cây này vô, và anh em để ý cái nắp còi nó sẽ bung ra. Cái bên trái cũng y chang luôn, nó cũng sẽ có một cái lẫy dưới đây. Rồi, cái nắp còi nó vừa bung ra đó. Nhìn vô lăng thì cái lẫy cuối cùng nó sẽ nằm ở cái vị trí này. Đó, anh em lật cái vô lăng lên. Rồi, sau đó cái quả bơm của mình nó văng ra. Anh em không cần tháo cái này ra đâu. Bắt đầu mình sẽ lấy cái bộ cruise control này ha. Và đây là cái nắp của nó, made in Thái Lan luôn. Đó, một bộ nó sẽ như vậy. Đây, mình lòn trong vô lăng, mình lòn ra để cho nó fit được hai cái lỗ ốc này. Đó, cái jack zin của mình nó nằm ở đây. Theo cái bộ cruise control nó sẽ có cái này. Anh em ghim trực tiếp vô đây là xong. Đây là hai cái con ốc zin của nó. Đây là cái chức năng cruise control ga tự động của xe Fortuner mà về đây Việt Nam nó cả option của mình ha. Mình ấn vô nó sáng lên nè, tắt nè, sáng nè, hoàn thành rồi đó anh em. Rồi sau đó mình ấn lại cái quả bơm này vô, mình sắp xếp nó ngay ngắn hết. Mình ấn một cái như bấm kèn thôi là tất cả nó đã vô ngàm hết rồi. Chỉ gắn cái nắp bên trái theo xe và nắp bên phải nè, zin luôn của Thái Lan. Cái phần thạch dư này vô trước. Và bên đây mình đẩy vô là xong. Rồi, nghe tích tắc một cái là được. Bên đây cũng y chang. Bây giờ nói thêm cái cruise control này sử dụng sao ha. Thế cho cái chân ga mình nó giữ cái tốc độ ổn định. Cài 50 thì nó là 50, 60 thì là 60, 70 thì là 70 ha. Nhưng mà tốc độ phải trên 40 km/h nó mới sử dụng nó được. Muốn sử dụng nó thì dễ thôi, ở đây có cái lẫy. Lúc anh em chạy tới 50 km/h thì anh em nhấn vô cái lẫy này, gạt xuống, mình đè 1, 2, 3 giây thì nó sẽ hiện lên chữ set ở đây. Nó đã nhớ cái tốc độ 50 hiện tại của anh em và nó sẽ giữ tốc độ đó hoài. Mà nếu anh em muốn tăng ga lên nữa thì chỉ cần gạt lên tăng 1,8 km và gạt xuống là giảm 1,8 km. Và nếu như mà mình muốn tăng nhanh lên thì mình cứ giữ liên tục thì nó sẽ cứ tăng hoài tăng hoài tới khi nào mình buông thì thôi. Và khi mà mình muốn lấy lại quyền kiểm soát thì mình cứ đạp chân thắng, hoặc là mình gạt lên cái lẫy này là được, hoặc là mình ấn trực tiếp vô để thoát nó ra luôn là xong. Và khuyên là nên sử dụng cái này ở đường vắng cao tốc, đừng nên sử dụng ở khu dân cư hoặc là đường kẹt xe. Rồi, xin cảm ơn anh em.